bí ẩn hố đen nơi con người phân thân. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với News TV. Vũ trụ thì càng bí ẩn thì nó càng kích thích sự tò mò của con người và kể từ lúc con người khám phá ra hố đen có rất nhiều những giả thuyết đã được đặt ra khiến cho chúng ta không khỏi tò mò về điều gì xảy ra khi bạn rơi vào hố đen. Bạn có thể nghĩ rằng mình sẽ bị nghiền nát hay là bị xé ra từng mảnh. Tuy nhiên thì sự thật thì kỳ quặc hơn nhiều lỗ đen hay hố đen là một vùng không thời gian nơi trường hấp dẫn mạnh đến mức không có gì không hạt vật chất hay là cả bức xạ điện từ như là ánh sáng có thể thoát khỏi nó thuyết tương đối rộng tiên đoán một lượng vật chất với khối lượng đủ lớn nằm trong phạm vi đủ nhỏ sẽ làm biến dạng không thời gian để trở thành lỗ đen xung quanh lỗ đen là một mặt xác định bởi phương trình toán học gọi là chân trời sự kiện mà tại đó khi vật chất vượt qua nó sẽ không thể thoát ra ngoài lỗ đen được. Lỗ đen gọi là đen bởi vì nó hấp thụ mọi bức xạ và vật chất hút qua chân trời sự kiện, giống như là một vật đen tuyệt đối trong nhiệt động lực học. Nó cũng không phải là một loại lỗ hay là hố nào, mà là vùng không thời gian không để cho một thứ gì thoát ra. Lý thuyết trường lượng tử trong không thời gian công tiên đoán tại chân trời sự kiện lỗ đen có phát ra bức xạ giống như là vật đen có nhiệt độ nhất định, phát ra bức xạ nhiệt nhiệt độ này tỷ lệ nghịch với khối lượng của lỗ đen khiến cho rất khó quan sát được bức xạ này với các lỗ đen có khối lượng sao hay là trung bình về mặt lý thuyết con người sẽ ngay lập tức bị xé toan khi rơi vào nó nhưng sự thật liệu có đúng như thế hay không hai sự thật đối lập đúng vào khoảnh khắc bạn bước vào hố đen thực tế sẽ chia ra làm hai trái ngược nhau ở một phía thì bạn sẽ ngay lập tức bị thiêu đốt thành thang còn ở phía kia thì bạn sẽ rơi vào hố đen mà hoàn toàn bình an vô sự hố đen là nơi mà quy luật vật lý chúng ta vốn biết bị phá vỡ theo einstein thì đây là nơi mà lực hấp dẫn bẻ cong không gian do đó với một vật thể đủ đậm đặc không thời gian có thể sẽ bị bẻ cong đến mức tự thân đó xoắn lại và xoáy thành một cái hố một ngôi sao khổng lồ bị cạn hết năng lượng có thể tạo ra một dạng đậm đặc vô cùng đủ để tạo ra một thế giới bị sức mẻ như thế khi đó bị đè dưới sức nặng của chính đó và sụp đổ vào bên trong, không thời gian cũng bị sụp vào theo. Trường hấp dẫn trở nên mạnh đến mức ngay cả ánh sáng cũng không thoát ra được và biến nơi từng có sự tồn tại của ngôi sao đó trở thành một nơi tăm tối hoàn toàn, tức là một hố đen. Đường bên ngoài cùng của cái hố này là đường chân trời sự kiện. Ở điểm này thì trường hấp dẫn vừa đủ làm cho ánh sáng không thoát ra ngoài được. Những gì nằm bên trong đường biên đó sẽ đều không thoát được ra bên ngoài đường chân trời sự kiện là nơi năng lượng rực cháy. Hiệu ứng lượng tử ở ngoài rìa tạo ra những dòng vật chất nóng tỏa nhiệt ngược lại vào trong vũ trụ. Hiện tượng này được gọi là bức xạ Hawking đặt theo tên của nhà vật lý Stephen Hawking. Và nếu có đủ thời gian thì lỗ đen sẽ tỏa ra tất cả vật chất của nó và rồi tiêu tan. Khi chúng ta đi sâu hơn nữa vào bên trong của hố đen, không gian sẽ bị bẻ cong hơn nữa cho đến khi ngay chính giữa hố, không gian trở nên cong vô hạn. Không gian và thời gian không còn là những khái niệm có ý nghĩa nữa mà là những quy luật vật lý mà chúng ta biết. Tất cả những quy luật cần có khái niệm không gian và thời gian không còn đúng nữa. Điều gì xảy ra ở đây không ai biết, đó là một bí ẩn. Quan sát của Annie, Vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu như bạn vô tình rơi vào một trong sự bất thường này của vũ trụ? Hãy hỏi người bạn đồng hành không gian mà chúng ta sẽ gọi là Annie, người kinh hoàng theo dõi cảnh bạn rơi xuống hố đen trong khi cô vẫn an toàn ở bên ngoài. Nhìn từ chỗ cô quan sát thì mọi thứ đã bắt đầu trở nên kỳ quặc và khi bạn rơi càng lúc càng nhanh về phía đường chân trời sự kiện, Annie thấy bạn kéo dụi ra và bị xoắn lại, giống như là cô ấy đang nhìn qua một chiếc kính lúc khổng lồ. Chưa hết khi bạn càng gần đến với đường chân trời sự kiện, dường như bạn càng giống như là đang di chuyển trong những đoạn phim quay chậm, bạn không thể hét lên để cô ấy nghe thấy tiếng bởi làm gì có không khí trong không gian đó, nhưng bạn có thể cố tìm cách nháy đèn bằng chiếc iPhone trong tay, sẽ có app thích hợp để làm chuyện này, nhằm gửi cho cô ấy những nội dung qua tín hiệu Morse Tuy nhiên, những từ mà bạn đánh đi được chuyển tới cô ấy ngày càng chậm lại. Lượng ánh sáng từ chiếc phone phát ra sẽ chậm dần. Và khi bạn chạm đến đường chân trời sự kiện thì Annie thấy bạn đứng yên giống như là bị bấm nút tạm dừng. Bạn bị dính chặt vào đó, bất động và kéo duỗi ra trên bề mặt đường chân trời sự kiện trong lúc nhiệt độ ngày càng tăng, bắt đầu bọc phủ lấy bạn. Theo Annie thì bạn sẽ từ từ biến mất trước tác động của không gian kéo giãn, thời gian ngừng lại và các con lửa của bức xạ Hawking. Trước khi bạn đi vào nơi tăm tối bên trong hố đen thì bạn đã hóa thành tro bụi. Thế nhưng trước khi chuẩn bị làm tăng lễ cho bạn thì chúng ta hãy tạm quên đi đi và nhìn mọi sự từ góc nhìn của bạn nhé. Sư thể còn lạ lùng hơn thế nhiều bởi chả có gì xảy ra hết. Bạn thẳng tiến vào cái đích đáng ngại nhất của tự nhiên mà không hề bị cú sốc nảy nào. Và tất nhiên là chẳng hề có chuyện duỗi thẳng, di chuyển chậm đi hay là bị bỏng vì bức xạ gì hết. Bởi vì bạn khi đó trong trạng thái rơi tự do không hề cảm thấy lực hấp dẫn là cái cảm giác mà Einstein gọi là hạnh phúc nhất của ông. Xét cho cùng thì đường chân trời sự kiện không phải là một bức tường gạch trong không gian. Một người quan sát bên ngoài lỗ đen không thể nhìn xuyên thấu qua nó, nhưng người đang rơi vào lỗ đen thì không gặp vấn đề đó, bạn chẳng hề thấy đường chân trời nào hết. Và nếu đó là một hố đen nhỏ thì sẽ xảy ra chuyện đối với bạn, lực hấp dẫn ở phần chân của bạn sẽ mạnh hơn nhiều so với lực hút ở phần đầu, bạn sẽ bị kéo giãn ra giống như là một sợi mì ống. Thế nhưng đây là một hố đen lớn có kích thước lớn hơn hàng triệu lần so với mặt trời, cho nên lực kéo giãn bạn ra sẽ trở nên yếu tới mức gần như không cảm nhận được vẫn sống như thường. Thật ra thì ở hố đen có kích thước lớn vừa đủ thì bạn có thể sống phần đời còn lại của mình tương đối bình thường, cho đến khi bạn chết ở điểm kỳ dị không gian thời gian bạn sẽ tự hỏi liệu trải nghiệm đó thực sự có bình thường hay không khi mà bạn bị cuốn về phía không thời gian bị đứt quãng trong lúc bạn không muốn thế nhưng lại không thể chọn phía ngược lại thế nhưng suy nghĩ về chuyện này thì chúng ta đều biết rằng thời gian chỉ tiến về phía trước chứ không bao giờ quay lùi trở lại và nó kéo chúng ta tới tương lai mặc cho ta có muốn hay không điều này không chỉ là sự tương đồng các hố đen bẻ cong không gian và thời gian đến mức bên trong đường chân trò sự kiện không gian và thời gian gần như đổi chỗ cho nhau một mặt thì thời gian chính là yếu tố kéo bạn về phía điểm kỳ dị không gian thời gian. Bạn không thể quay trở ra và thoát khỏi lỗ đen đó giống như là việc bạn không thể thối lui để đi ngược về quá khứ. Ở chỗ này có lẽ một câu hỏi được đặt ra với bạn là Einstein ở chỗ nào vậy? và nếu như là bạn đang lạnh cống bên trong lỗ đen mà xung quanh chỉ có không gian trống rỗng vậy thì tại sao cô ta lại quả quyết rằng bạn đã bị cháy ra tro do sự tỏa nhiệt phía ngoài đường chân trời sự kiện cô ấy đang ảo giác chăng thật ra thì anh đi hoàn toàn có lý từ nơi cô ấy quan sát thì bạn thật sự bị nướng đen ở đường chân trời sự kiện đó không phải là ảo giác cô ấy thậm chí còn có thể thu lượm trò của bạn rồi gửi về cho thân nhân của bạn ở hai nơi một lúc theo quy luật tự nhiên thì bạn phải ở bên ngoài hố đen như là Annie đã nhìn thấy. Đó là vì vật lý lượng tử cho rằng thông tin không bao giờ bị mất đi. Tất cả thông tin lớn nhỏ làm nên sự tồn tại của bạn phải ở phía ngoài đường chân trời sự kiện. Và nếu không ở các quy luật vật lý xét từ góc nhìn của Annie sẽ bị phá vỡ. Mà khác thì quy luật vật lý cũng cho rằng bạn băng qua đường chân trời sự kiện mà không gặp phải những hạt nóng hay là bất cứ cái gì bất thường. Nếu không thì bạn đã vi phạm thuyết tương đối tổng quan của Einstein. Do đó theo quy luật vật lý thì bạn phải vừa ở bên ngoài hố đen và hóa thành tro bụi vừa phải ở bên trong hố đen mà vẫn khỏe mạnh bình thường Ngoài ra thì cũng có một quy luật vật lý thứ ba nữa theo đó xác định rằng thông tin về bạn không thể được sao chép Bạn phải ở hai nơi một lúc nhưng chỉ có duy nhất một mình bạn mà thôi Các định luật vật lý đưa chúng ta đến chỗ kết luận vô lý các nhà vật lý gọi đây là sự nghịch lý thông tin lỗ đen may mắn là vào những năm 1990 họ đã tìm ra lời giải đáp Leonard Shoskin nhận ra rằng không có nghịch lý nào cả bởi vì không có ai từng nhìn thấy bạn sao của bạn cả. Annie chỉ nhìn thấy một phiên bản của bạn, bạn chỉ nhìn thấy một phiên bản của mình. Bạn và Annie không bao giờ có thể so sánh những gì mỗi người nhìn thấy được với nhau. Cũng không có một bên thứ ba nào có thể nhìn thấy cả bên trong lẫn bên ngoài lỗ đen cùng một lúc. Do đó thì không có quy luật vật lý nào bị phá vỡ cả. Trừ khi bạn muốn biết thật sự điều gì là đúng, bạn thật sự chết rồi hay vẫn còn sống. Nhìn qua đường chân trời sự kiện, bí mật vũ trụ mà hố đen tiết lộ cho chúng ta là không có cái gì thật sự cả. Nó tùy thuộc vào bạn đặt câu hỏi này với ai, với Andy hay với chính bạn, chấm hết. Hồi mùa hè năm 2012, thì các nhà vật lý Ames, Alms, Harry, Jonan, Mark Roth, Charles Bonskinsky và James Sully, được biết đến với tên gọi chung là AMPS đã đưa ra một thí nghiệm về suy nghĩ vốn đe dọa đảo ngược tất cả những gì mà chúng ta cho rằng mình biết về hố đen. Họ phát hiện ra rằng lời giải của Soskin dựa trên một thực tế rằng bất cứ sự bất đồng nào giữa bạn và Annie đều có vai trò của đường chân trời sự kiện không có gì là ghê gớm nếu như là Annie nhìn thấy bạn phân rã do hiện tượng bức xạ Hawking. Bởi vì đường chân trời sự kiện không cho cô ấy thấy phiên bản khác của bạn đang trôi nổi bên trong hố đen. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu như Annie có cách nào đó để nhìn về phía bên kia của đường chân trời sự kiện mà không phải bước qua đó? theo thuyết tương đối thì điều này là không thể nhưng xét trên quan điểm vật lý lượng tử thì mọi thứ sẽ mơ hồ hơn một chút. Annie có thể nhìn trộm vào phía bên kia đường chân trời sự kiện bằng cách áp dụng một mẹo nhỏ mà Einstein gọi là hành động ma quái từ xa (spooky action at distance). Điều này xảy ra khi hai hệ thống vật chất bị không gian ngăn ra bằng một cách bí ẩn nào đó kết nối vào được với nhau. Chúng vốn cùng thuộc về một hệ thống nguyên vẹn duy nhất và không thể phân chia. Điều này khiến cho những thông tin cần thiết để mô tả chúng không thể tìm thấy trong hai hệ thống riêng lẻ, mà phải trong những mối liên hệ ma quái giữa chúng với nhau. Kết nối thông tin Cách lý giải của nhóm nhà khoa học AMBS là giả sử Annie nắm được một chút thông tin gần đường chân trời sự kiện và chúng ta gọi những thông tin đó là A. Nếu Annie đúng tức là bạn đã đi đời nhà ma do bị hiện tượng bức xạ hoa bên ngoài hố đen thì A phải kết nối với một mẫu thông tin khác được gọi là B vốn thuộc về đám mây tỏa nhiệt nóng. Mặt khác nếu như bạn đúng tức là bạn vẫn còn sống và khỏe mạnh ở phía bên kia của đường chân trời sự kiện thì A phải kết nối với một mẫu thông tin khác được gọi là C vốn nằm đó đó bên trong hố đen. Mỗi mẫu thông tin chỉ có thể kết nối một lần và điều này có nghĩa là A chỉ có thể kết nối với B hoặc là C chứ không thể kết nối với hai mẫu thông tin cùng một lúc. Do đó nếu như Ani lấy mẫu thông tin A và đưa nó vào trong chiếc máy giải mã kết nối thì chiếc máy này sẽ cho ra một câu trả lời hoặc là B hoặc là C và nếu cô trả lời là C thì có nghĩa là bạn đúng nhưng khi đó những định luật cơ học lượng tử bị vi phạm nếu A kết nối với C vốn nằm sâu bên trong lỗ đen thì mẫu thông tin C sẽ mất đi vĩnh viễn đối với Annie và điều này vi phạm quy luật lượng tử vốn cho rằng thông tin không bao giờ bị mất nếu cô máy giải mã của Annie cho kết quả là A kết nối với B thì có nghĩa là Annie đúng và lúc đó thuyết tương đối tổng quan bị vi phạm nếu A kết nối với B thì những gì mà Annie thấy là đúng có nghĩa là bạn bị cháy thành tro bụi thay vì băng qua đường chân trời sự kiện theo như thuyết tương đối thì bạn lại đụng bức tường lửa rừng rực cháy. ở chỗ này thì chúng ta quay lại điểm khởi đầu. điều gì sẽ xảy ra nếu như bạn rơi vào bên trong hố đen? Không ai biết câu trả lời và vấn đề này trở thành một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất trong vật lý cơ bản. Các nhà vật lý đã dành hơn một thế kỷ tìm cách dung hòa thuyết tương đối tổng quan với thuyết vật lý lượng tử. Họ biết rằng cuối cùng thì một trong hai thuyết này đành phải chịu thua thuyết kia. Trên đây là tất cả thông tin bí ẩn hố đen nơi con người phân thân. Các bạn hãy để lại cảm nhận của mình về clip này nhé. Đừng quên subscribe, like và share ủng hộ News TV. Còn bây giờ, xin chào hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bye!